Chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các kênh nông nghiệp của trái cây thương vựa Đắk Lắk. Đây là vườn ba búc của anh Lê Đình Tâm ở thôn Tân Ngà 2, phường Thống Nhất. Anh có trồng ba búc xen với tiêu, thì vườn tiêu và vườn bơ của anh rất là đẹp. Thì hầu như bà con nông dân đều biết với năm 2017 này á, thì toàn bộ lượng ba búc ở Đắk Lắk chúng ta đều bị mất mùa do hiện tượng cơn mưa vào tháng 2, nó gây ra hiện tượng rụng bông hết và không có sản lượng. Thì như các bạn thấy, đây là một cây ba búc, sản lượng cây này rất là sai, mà nông dân chúng ta đều lo sợ một vấn đề, đó là rụng trái. Thì cái ba búc á, thì hầu như nó rụng trái ở ba giai đoạn: đầu, giữa và lúc hình thành trái to. Thì đây hình thành, bắt đầu giai đoạn hình thành trái lớn á, nhưng mà vẫn bị hiện tượng là rụng. Thì và một số nông dân bà con chúng ta vẫn chưa hiểu được cái nguyên nhân tại sao nó rụng và không biết cái hiện tượng nào chúng ta để mà khắc phục được. Thì một số nông dân á, thì nói là do nấm, thì chúng ta phun thuốc nấm và phun thuốc sâu lên trái, nhưng thật chắc đó không phải là nguyên nhân chính, vì trái nhỏ của chúng ta chưa có thể nấm xâm nhập, mà nó nguyên nhân chính nó là đọt non. Khi mà đọt non phát rộng ra thì dinh dưỡng tập trung vào hết vào đọt non, sẽ nuôi đọt non, thì thế dinh dưỡng sẽ không đủ nuôi vào trái. Nên cái việc đầu tiên mình khuyên cho bà con đó là hãm đọt non. Chúng ta mua cái thuốc mà chuyên hãm đọt non, chứ không phải chúng ta mua những loại thuốc mà canxi, kali, rồi siêu kali trắng, rồi tất cả các loại thuốc đó chúng ta hãm không có được cao, nồng độ hãm nó sẽ không cao. Nên bà con nên mua những loại thuốc đó là hãm đọt non. Và cái thứ hai nữa là bà con mua loại thuốc là chống rụng trái và đẹp trái bóng trái. Và cái thứ ba chúng ta là bón gốc, là đó là ba yếu tố quan trọng nhất để làm cho một cái cây bơ chúng ta nó đầy đủ trung vi lượng dinh dưỡng và đọt non chúng ta không bị phát nữa. Thì lúc đó cây bơ búp chúng ta sẽ đậu hoàn toàn. Đó là cái kinh nghiệm chia sẻ của bên mình. Thì một lần nữa, nếu bà con nào có nhu cầu mà muốn xử lý cái trường hợp mà rụng ba búc này á, thì bà con vui lòng gọi điện thoại dưới số điện thoại dưới để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể. Vì đây là một cái vườn ba búc mình quay trực tiếp và cụ thể cho bà con nông dân xem, rất là sai, trái rất là đều và đẹp. Thì theo như cái chia sẻ của anh Lê Đình Tâm á, thì anh nói vườn này tới 4-5 loại giống ba búc, thì mỗi loại đều có một cái ưu điểm và nhược điểm riêng, nhưng mà anh trồng và xin ngọn ghép, có cây thực sinh, có cây gốc ghép, ghép từ cây thực sinh cũng có. Đó, bà con xem nè, trái rất là đều đẹp, hầu như là cây nào cũng có trái hết, nhưng mà hiện tượng bây giờ là bị rụng. Nên bà con nông dân chúng ta nên khắc phục lại cái hiện tượng này để chúng ta có một cái mùa bội thu dồi dào. Và theo như quan điểm của mình á, thì năm nay giá thành của bơ búp rất là cao, nên bà con nông dân ai còn trái hoặc là cây bơ của mình á có thể mà rụng chưa, rụng ít vẫn còn trái, thì chúng ta nên khắc phục hiện tượng này để thu hồi lại được cái nguồn vốn ban đầu chúng ta đã chi phí vào này. Đó, đây là một cái giống bơ cũng rất là sai, con xem này, trái rất là nhiều. Thì hiện nay cái giống bơ búp là cái giống bơ được thịnh hành nhất ở Đắk Lắk, Tây Nguyên của chúng ta. Thứ nhất là giá thành cao nè, thứ hai là ăn rất là ngon, thứ ba đó là bảo quản được lâu. Thì giống bơ búp này á, thì được bảo quản tầm tới 10 ngày mới chín, thì đem đi xuất khẩu ở nước ngoài cũng vẫn được và tiêu thụ trong nước vẫn được. Và anh Linh Tâm cũng chia sẻ một số cái gốc cây ở trong vườn anh á, thì nó cũng có hiện tượng là xì gốc, thối gốc. Đó, các bạn xem nè, bị gốc, thối gốc. Thì qua theo hướng khắc phục á, thì bác chia sẻ thì bác cũng đã xử lý một số loại thuốc nấm đã quét lên, để phục hồi được thân cây. Thì qua trao đổi mình cũng có chia sẻ với nông dân á, là mua Ridomin và Arifos 400 á, chúng ta quét lên những cái chỗ mà bị xì đó, thì nó sẽ giảm được cái hiện tượng mà xì gốc, thối gốc. Còn những vườn này chúng ta mới trồng, chúng ta có thể là quét những cái vôi, có thể quét bốc đô lên để tránh tình trạng nứt thân, xì thân như ở những clip trước mình đã giới thiệu cho bà con xem. Thì một lần nữa bà con cứ theo dõi và quan tâm về cái clip bên trái cây thương vựa Đắk Lắk, luôn cập nhật về những thông tin, những hình ảnh và những clip chân thật nhất và gắn liền nhất với nông dân của chúng ta. Thì cái vườn bơ búc này á, vì năm nay mất mùa nên hầu như bà con chúng ta đều thất bại với cái mùa bơ búc năm nay. Thì mình khuyên bà con qua năm sau nên bà con có chế độ là kích thích ra hoa sớm, thứ nhất là trước Tết để cho cây nó thụ phấn và đậu hoa trước Tết, để tránh tình trạng những cơn mưa mà đầu mùa á, sẽ gây hại, thiệt hại đến cho cái vườn bơ búc của chúng ta. Thì bà con cứ vui lòng đăng ký kênh và theo dõi hết cái clip này về cái cây bơ búc của vườn của anh Lê Đình Tăng ở thôn Tân Ngà 2, phường Thống Nhất. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi về cái clip này.